chế hạnh biểu nghiêm trì tịnh giới đó, tức là biểu thị là vậy nghiêm trì nghiêm là gì <laughs> nghiêm khắc phải giữ tịnh giới 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 thành tịnh đó giữ giới phải giữ giới thành tịnh chế ác thành thiện thì chế là ngăn chặn ngăn chặn ác mà làm việc thiện tức là mình dừng ác đừng làm điều ác mà phải hữu niệm phật tức thị trì giới là thêm nữa niệm phật chính là trì giới thì chế hạnh nghĩa là cái nghĩa của chế hạnh ở đây thì chúng ta cũng phải nói rõ hơn chút xíu như vậy ở đây chế hạnh bồ tát vậy chúng ta phải trì giới niệm phật tại vì chứ nhiều người thì không hiểu được điều này đúng không? À, người ta nói ôi vậy niệm phật câu là người ta để ôm cái câu sau này nè thêm nữa niệm phật tức là trì giới là nghĩa của chế hạnh thì đúng rồi niệm phật tức là trì giới cho nên họ cứ tới niệm phật không cần học giới luật gì hết vì niệm phật là trì giới nhưng mấy người đó thật ra đa phần là lười biếng cho nên mới gọi là niệm phật chính là trì giới họ chỉ ôm cái câu cuối cùng mà họ không giữ giới tại sao thì không giữ giới cho nên lại mượn cái câu đó để mà bào chữa cho chính mình, che đậy cho chính mình Còn người mà thật sự niệm Phật, thật sự là niệm Phật đó Họ sẽ là đại trừ giới, vì sao? Quý vị lo niệm Phật Hơn ngày Luôn luôn niệm Phật, thời gian đâu mà nói lỗi người Thời gian đâu mà chửi người ta Cho nên không có ác khẩu, không có lưỡng thiệt Không nói lời vọng ngữ đó vân vân tự nhiên quý vị làm được bốn nghiệp về miệng được rồi người luôn luôn niệm phật thời gian đâu có nghĩ được cái chuyện ác được nữa đúng không cho nên niệm phật là đại thì giới vậy vậy người niệm phật tâm chánh định làm gì có thân làm những việc sát đạo dâm nữa còn quý vị còn ham dâm dục ham chiết chúng sanh vân vân những đó là gì chứng đó không phải là niệm phật vì niệm phật làm gì có chuyện đó cho nên niệm phật chính là trì giới không phải trì giới bình thường mà đại trì giới nhưng mà các đồng tu hiện nay coi lại rồi mình có phải niệm phật và đại trì giới hay không không phải không phải thì sao không phải thì học giới căn bản thì gian đã chia sẻ bộ tài gia lục yếu quản tập của đại sư quách được ba buổi quý vị hãy học đi chịu khó nghe vô nghe Nghe đi rồi thấy mình xưa nay sơ sót rất nhiều Đặc biệt trong buổi đó có giảng buổi thứ ba đúng không Nói là gì Nếu như không đắc giới thể hay là nói dùng phá giới Thì các thiền định cũng không thể đắc được Nương như giới không được Cho đến đạo giải thoát các đạo giải thoát cũng không đạt được Chính là gì Ý nói nếu người phá giới Ví dụ như quý vị đã thọ tam quyền ngũ giới Quý vị phá giới trọng của ngũ giới Coi như đời này quý vị tu hành không đắt được qua đạo giải thoát nào cả Quý vị là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni cho đến thức soa ma ni Quý vị thức soa ma đó Thì quý vị vậy phá giới trọng rồi Có bốn giới trọng thôi Thì đời này quý vị tu không đạt được niệm Phật tâm bụi quý vị không chứng quả đạo giải thoát tức là từ sơ quả trở lên không chứng thậm chí quý vị không nhập vào các tầng thiền của giải thoát hay nói cái khác tại sao nhiều người niệm phật không vô được công phu vì thiếu giới giới nhân nhân giống như là cái ngăn cái hàng rào bảo vệ chính mình cho nên tự nhiên có công phu thiền định tại sao người ta tu một chút thời gian đó người ta nhập định được người ta vào vị đấu định thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền còn mình tu hoài không có được tâm tán loạn vì thiếu giới luật không có giới cho nên ai chưa thọ giới nếu con có thể đi thọ giới thọ giới đúng pháp đắc được vô tác như thế và sau đó tu nhẹ nhàng hơn rất nhiều cho nên các đồng tu nói hình như thơ thầy hình như con sau khi thọ giới dù tam quy ngũ giới thôi con thấy hình như con khác tự nhiên tu đã an lạc hơn nè đó tự nhiên tu thấy nhẹ nhàng thánh thoát hơn sao lại xin như vậy thì trang nói đó chúc mừng đặt bồ tát như thể tức là đặt giới đó người mà thọ giới đắc giới khác các quý vị thì trang nói xin nói với quý vị thì trang có cảm nhận như thế này không biết đúng hay không quý vị nghe xem lúc trước thì trang ở nhà thì trang tu á không có vô được định thật sự mình nói không có vào được định chỉ có nhiếp nhiếp tâm thôi nhưng sau khi xuất gia mà Thiện Trang thấy sau khi thọ giới sa di thôi đó là bắt đầu ngồi dễ vô định dễ rất nhiều hiện ra không mới đầu không biết nhưng mà cảm thấy nó an lạc thì tự nhiên vô rất dễ và sau đó thọ giới tỳ kheo thì cũng vậy đó tức là sau này thì thấy là rõ ràng cho nên thiện trang biết thọ giới thật sự có lợi ích đó, ít nhất là mình có một cái công năng thế nào đó đặc biệt có thể là nói trên tướng mình thọ giới có thần hộ giới bên cạnh mình đúng không đó cho nên là tự nhiên oan gia thái chủ bớt tác động mình đó là tầm quan trọng thứ hai nữa nhờ giới mới đạt được thì vô thượng bồ đề mà tại sao giới thị vô thượng bồ đề bổ tức là giới là gốc của vô thượng bồ đề trong kinh nói như vậy tại sao quý vị không thọ giới chẳng hạn quý vị không thọ giới thì quý vị tu giữ giới tu nói là tôi không thọ giới tôi cũng giữ giới được mà xin thưa quý vị được nhưng quý vị chỉ được thì phước báo nhân tiền phước báo trời người mà thôi còn quý vị muốn giải thoát quý vị thọ giới trong khai thị đạo lúc nào nó rất rõ ràng muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải giữ giới giới mới phát sanh được vô lậu tức là công đức công đức khác phước đức phước đức quý vị chỉ được coi trời của người cho nên nếu ai ví dụ như người ta thọ mà không đắc giới họ mà không đắc được giao tất cái thể thì quý vị tu cả đời quý vị được phước báo nhân thiên mà thôi nè quý vị làm việc thiện mà được giữ và được phước đức còn quý vị ra khỏi sanh tử chứng đạo bồ đề hoặc là đắc được công phu các cái thần điện sau vân vân thì không có vì sao vì không có giới giới là giúp được điều đó cho nên đây cũng nghĩa chúng ta không phải đề sướng quá cao về giới nhưng ít nhất căn bản quý vị phải làm được nếu chưa làm được cố gắng học lại nghe nghe đi nha chứ không mà nhiều khi rồi nhiều người ví dụ như đợt trước bỏ từ gì từ đạo mình tức là đang theo quy y phật quy y pháp quy y tăng bây giờ chạy qua tu theo năng lượng gốc hay gì đó thì như vậy trong đó đại sư ấy nói rất rõ mất tam quy rồi nhưng mất tâm quy rồi sao quý vị bây giờ hiểu rồi quý vị bỏ tà quay về tránh quy lại được mình nên nhớ như vậy cho nên điều học giới mới biết à, học học giới không biết đâu biết đâu nếu không? không biết nên cái cả đời gọi là chim đắm say mê trong ngu si không biết thật là đáng thương thật là tội nghiệp cho nên bỏ ra học giới một chút thôi mình đâu có yêu cầu cao đâu quý vị học một chút thôi mà thấy lợi ích rất lớn rất là ích. đó còn nếu ai mà tu giỏi thì khỏi quý vị một câu niệm phật niệm tới cùng niệm thật liên tục cho nên không có nghĩ bậy không khởi ý niệm dâm dục sát đạo dâm vọng thủ tức là không có ham muốn nam nữ nữa vì quý vị niệm phật liên tục quý vị đâu ham muốn nam nữ không thể nào phạm về dâm dục quý vị niệm phật liên tục quý vị không có có giết chúng sanh cho nên không có ý niệm giết chúng sanh luôn nên giữ được giới không sát sanh vì niệm phật liên tục cho nên quý vị không có ý niệm trộm cắp tham trọng cắp của người ta vì niệm phật liên tục cho nên quý vị không nói dối không vọng ngữ không nói lời thô ác không nói lửa đôi chiều quý vị niệm phật liên tục như vậy cho nên quý vị không có uống rượu không uống bia đó cho nên tự nhiên đều được thành tựu giới được cho nên nếu mà tu được thì tu dạy cũng được đỡ phải học giới nhưng nếu không được hãy học và căn bản học từ từ tìm tu thì tốt hơn còn không mình nói mình lười mình che đậy mình gọi là thời nay thời nào rồi còn phải học giới thời nay niệm phật rồi cần phải giữ giới nữa làm chi nữa thì đó là những người thường lười lấy lời chữ tổ cắt đoạn này bỏ đoạn kia để chữa bào chữa cho chính mình mà thôi đó là những người thật ra mà nói rất đáng thương mê quá sâu cho nên không biết cách nào